Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Ẩn nương sao lại biến thành như vậy, cô ta chết rồi sao? Ta không biết. Chưa chắc là chết, ta cảm giác linh hồn của cô ta rất là hoàn chỉnh. Chỉ là không biết làm thế nào mà lấy được một phần sức mạnh của cổ thần nữa. Nửa tỉnh nửa mơ, cảm ứng chúng ta đến đây nên đã lói mề. So với những nhục thể của linh hồn kia đều đã bị người dân ở trong thôn gặm rỉa sạch sẽ mà nói, cũng xem như là may mắn rồi. Đã dung hợp với cổ thần rồi ư? Cho nên cô ta chưa chết, vẫn còn có cơ hội ít nhất đem linh hồn của cô ta cứu ra ngoài. Được. Đây có lẽ là ẩn nương đang chỉ dẫn cho chúng ta. Đi thôi, đi theo mũi tên kia. Nữu nữu, ngươi ở bên ngoài trông chừng, những người khác cùng ta đi vào đó. Cẩn thận một chút, tầng hầm này không biết đã bao lâu rồi chưa có người đi qua. Đổi lấy đan giải độc giá trị sợ hãi trừ 180 vạn. Các người hãy ăn cái này đi, đây là đan giải độc, không khí ở bên trong có thể sẽ có độc đấy. Ăn thêm một viên nữa sao, đây không phải là kẹo đâu. Cuối cùng vẫn phải đổi 10 viên cho Nữu nữu làm đồ ăn vặt, giá trị sợ hãi trừ 300 vạn. Đại đường ra, ta cũng ở bên ngoài đợi. Ta không muốn ở cùng với con trai hung thủ hại chết huynh đệ đâu. Bịt mũi này. Cứ giống như là chưa trải qua sự đời vậy, yên lặng đi. Ai mà chưa trải qua sự đời cơ chứ, ta đến ngay cả hoàng khố đều đã vào xem qua rồi. Chỉ chút kim ngân này không lọt vào mắt của ta đâu. Những thứ này đều là tài sản mà não nhi cô để dành chăm lắm. Đừng động đậy lung tung. Ta đoán phía trên đều có dính độc. Trên giang hồ nhất định là có kẻ trộm dòm ngó đến tiền tài của Thính Nguyệt Am. Kẻ xui xẻo kia chính là lời cảnh báo mà lão nhi cô để này. Xương đã thành màu đen, hiển nhiên là chúng độc rất sâu. Lão đại, người nói lão nhi cô này để dành nhiều tiền như vậy làm cái gì? Sớm không mang đi, chết cũng không mang xuống dưới. Không mua nhà cũng không mua mỹ phẩm, bà ta muốn làm gì chứ? Không lẽ nào muốn để dành làm của hồi môn cho ẩn nương đấy chứ? Đây sao có thể chứ? Lẽ nào lão nhi cô này muốn để dành làm của hồi môn cho bản thân, như vậy thì càng vô lý hơn nữa. Ngươi đúng là phiền phức thật, câm mồm lại đi, không nói chuyện không ai xem ngươi bị câm đâu. Mật thất. Chia ra xem thử có quyển sách nào có tác dụng hay không. Tiên cổ thuật, Tây thục sử ký. Thiên địa là nơ, vạn vật là đồng. Âm dương là cho, tạo hóa là vương. Linh hồn thai nghén vạn vật chi tình. Cổ trùng cặm rỉa thiên địa chi linh. Người nuôi trùng, trùng hóa người. Thành tựu thiên thượng đại đạo. Vĩnh sinh bất tử thật sự. Hơn nữa, tộc quần còn chưa từng bị người đánh bại qua. Vĩnh sinh giả, hóa thân trùng quần. Trùng quần. Người là thủy hùng trùng. Nữ vương Sarah Kerrigan. Hay là người trái đất ở trong tam thể.